Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay là những ngày đầu của tháng 7 thì Khoa xin cập nhật lại các dự án ở khu đô thị Thủ Thiêm. Và trong video clip này Khoa xin giới thiệu lại công trường xây dựng của dự án The Metropole Thủ Thiêm, Sơn Kim Len. Thì The Metropole Thủ Thiêm của Sơn Kim Len hiện đang gấp rút thi công cả ngày lẫn đêm, thậm chí là cả những trời mưa gió hay là giông bão, công trường vẫn không có ngừng nghỉ. Thì hiện bây giờ thì tất cả 3 lốc hầu như đã chuẩn bị thi công tới tầng thứ 12. Trên màn hình chúng ta thấy là vào buổi ban đêm và những ngày đầu của tháng 7. Thì bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy được là cầu Thủ Thiêm 2 cũng đang gấp rút thi công, dự kiến là sẽ hợp long vào tháng 9 tới. Trước mặt của chúng ta đó là tháp The Galleria Residence và sau lưng đó là tòa tháp The Crest Residence cũng đang chuẩn bị làm móng. Thì hiện chủ đầu tư Sơn Kim Len đang chuẩn bị mở bán phân khu 3 được mang tên là The Opera Residence. Thì phân khu 3 này nằm kế cận với hai phân khu này. Ngay phía sau lưng của cái tòa opera nhà hát thành phố nên được mang tên là The Opera Residence. Thì các anh chị nào đang quan tâm về dự án của Metropole Thủ Thiêm này với tháp The Opera Residence thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Thì hiện nhà mẫu của The Opera Residence đã chuẩn bị hoàn thiện. Nhưng mà chỉ có những anh chị nào mà có booking thì mới được đi tham quan. Thì mỗi booking đó là 500 triệu và được hoàn lại nếu mà các anh chị không mua trong cái buổi event. Và cái số tiền booking này thì bên chủ đầu tư sẽ trả lại cho các anh chị với lãi suất là 6% một năm. Thì Khoa xin nói sơ qua về cái dự án The Opera Residence sẽ chuẩn bị mở bán vào cuối tháng 7 này. Thì đó chính là giai đoạn 3, mang tên là The Opera Residence. Vị trí lô là 1.17, khu chức năng số 1 Thủ Thiêm. Thì tổng diện tích là 11.369m2. The Opera Residence gồm có hai tháp với tên gọi là Scala và Massimo. Số tầng cao là 24 tầng, khối đế 4 tầng và 3 tầng hầm. Tổng số căn hộ là 646 căn. Và các dòng sản phẩm sẽ được mở bán trong giai đoạn 3 này gồm có từ 1 phòng ngủ cho tới 4 phòng ngủ. 1 phòng ngủ thì từ 54m2, 66m2 thì gồm có 42 căn 1 phòng ngủ. Và có 368 căn 2 phòng ngủ với các diện tích là 80 cho tới 128m2. Ngoài ra còn có 70 căn 3 phòng ngủ từ 120 cho tới 185m2. Và đặc biệt căn 4 phòng ngủ thì chỉ có 42 căn với các loại diện tích là 168 cho tới 181m2. Thì ngoài ra dự án The Opera Residence sẽ có những căn duplex, những căn loft, sky villas. Ngoài ra bên dưới sẽ có những cái mặt bằng, những gian hàng bán lẻ và những căn office theo để cho các anh chị. Thì Khoa xin nhắc lại là vào tuần sau chúng ta sẽ có nhà mẫu và đặc biệt là
nhà mẫu chỉ được tham quan khi mà những khách nào có booking, còn những khách nào chưa booking thì sẽ được sắp lệch sau đó. Và chủ đầu tư cũng dự kiến là sẽ sớm ngừng booking, tại vì hiện bây giờ cái tỷ lệ mà booking đang tăng dần. Dự án The Opera President đó chính là cái khu căn hộ apartment còn lại duy nhất của 4 phân khu The Metropole Thủ Thiêm. Ngoài ra đặc biệt là trong cái phân khu toàn bán đảo Thủ Thiêm của chúng ta thì chức năng căn hộ ở rất là ít, nên những cái dự án nào mà có chức năng căn hộ ở thì sau này sẽ gia tăng cái giá trị trong tương lai rất là lớn nha các anh chị. Thì dự án Sinkimbe này sau đó sẽ có giai đoạn 4. Thì giai đoạn 4 được biết là chỉ có căn hộ, không có chức năng căn hộ, chỉ có office tower và các trung tâm thương mại thôi, và mặt bằng văn phòng cho thuê. Đây chính là cái cầu Thủ Thiêm 2. Thì vào buổi tối, thì sau clip này là có cái buổi quay về ban ngày của dự án này. Thì các anh chị hãy đợi cho tới cuối video clip sẽ thấy được cái bức tranh rõ hơn về ban ngày. Đặc biệt là những căn hộ mà có view trực diện sông Sài Gòn thì giá trị của nó gia tăng sau này rất là lớn, vì đó chính là cái view vĩnh viễn, view trực diện sông chứ không phải là view sông như các dự án khác. Ngoài ra The Opera Residence thì nằm kề cận với tòa nhà Opera House của thành phố sau này, và kề cận đó cũng có cầu đi bộ bắt từ ở phía bên đây Thủ Thiêm qua bên phía gần cái phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì đó chính là cây cầu đi bộ rất là đẹp các anh chị. Toàn 4 phân khu The Opera của Metropole Thủ Thiêm thì nằm trong phân khu chức năng số 1, đó là cái phân khu đặc biệt về kinh tế tài chính của bán đảo Thủ Thiêm. Và đó, cái phân khu 1 là có giá trị nhiều nhất trong toàn cái bán đảo Thủ Thiêm sau này. Các anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi về các căn hộ của hai cái phân khu đầu tiên là The Galleria Residence và The Crest Residence, muốn ký gửi chuyển nhượng thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Có thể add Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp cùng số điện thoại trên. Thì đây là cái quang cảnh vào ban ngày. Thì các anh chị thấy là cái giai đoạn này là trời đang chuẩn bị chuyển mưa và giông bão. Thì bên trong công trường vẫn tấp nập với những thợ công nhân. Thì chỉ vài bước chân là chúng ta đã qua được khu trung tâm của quận nhất và đường Tôn Đức Thắng phía bên kia. Một lần nữa là Khoa xin nhắc lại là phân khu 3 The Opera Residence sẽ chuẩn bị mở bán, và cùng với đó là sẽ sớm ngừng nhận những cái booking mới. Thì các anh chị nào đang quan tâm về The Opera Residence hãy liên hệ ngay với Khoa để được tư vấn thêm, và hãy tranh thủ để booking 500 triệu cho mỗi booking. Nếu các anh chị nào thích kênh Phạm Văn Khoa Realtor có thể đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Thì Khoa sẽ đăng những cái hình ảnh về cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng, cập nhật tiến độ và cùng với những cái tòa Empire City sát bên. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip mới nhất.